Còn tại tỉnh Bắc Giang, chỉ trong 2 ngày hôm nay, số ca mắc ở địa phương này đã tăng nhanh chóng, ghi nhận mỗi ngày trên dưới 100 ca. Đây là địa phương ghi nhận số ca mắc trong một ngày cao nhất từ trước tới nay. Ngay trong đêm qua và sáng nay, Bộ Y tế đã họp khẩn với Bắc Giang và lên phương án chi viện cho địa phương này. Tỉnh Bắc Giang hiện đã thành lập bệnh viện dã chiến số 3 và đang gấp rút hoàn thiện cho bệnh viện dã chiến số 4 và số 5 trong một vài ngày tới. Hiện Bắc Giang có 3 vùng dịch, nhưng vùng dịch ở công ty Hodisen Việt Nam, khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên đang rất phức tạp, có tốc độ lây lan nhanh chóng. Trước đó, qua test nhanh vào chiều tối 14 tháng 5, phát hiện 12 ca bệnh cùng một phân xưởng số 4. Sau một ngày lấy mẫu toàn bộ người lao động, số ca F0 tăng rất nhanh so với ngày đầu tiên, tăng 147 trường hợp. Số ca bệnh phát hiện chiếm tỷ lệ gần 38% trên tổng số mẫu xét nghiệm đã có kết quả. Cũng theo ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, địa phương này sẽ xem xét cho dừng hoạt động của công ty không đủ điều kiện về phòng chống dịch. Tinh thần là không đóng cửa khu công nghiệp, nhưng đóng cửa một số khu công nghiệp nhỏ. Được biết, Bắc Giang đã thành lập bệnh viện dã chiến số 3 và đã chuẩn bị phương án cho bệnh viện dã chiến số 4 và số 5. Hai bệnh viện này đã được chuẩn bị đầy đủ điều kiện để khi cần thiết sẽ đưa vào sử dụng.